Bà xã trí tài từng tuyên bố rằng không có hoài linh, không có trí tài của ngày hôm nay. Cựu ca sĩ Phương Loan đã chia sẻ những điều ít ai biết về trí tài, trong đó có việc chỉ là người tán tỉnh ông xã trước và bí quyết giữ vững của hôn nhân 30 năm dù không có con chung. Xanh Hải trí tài được khán giả yêu mến bởi phong cách duyên dáng, tiếu táo mà rất đối bình dân. Nếu đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng sáng của một người phụ nữ, thì đằng sau sự nổi tiếng của danh Hải trí tài không thể không kể đến người vợ hiền đã hỗ trợ anh trên bước đường nghệ thuật. Vợ anh tên là Phương Loan, từng là ca sĩ trong ban nhạc trí tài Brothers, được thành lập vào những năm 1970. Cặp đôi kết hôn vào năm 1987. Nếu gặp ở ngoài đời, ít người nghĩ rằng Phương Loan đã ngoài 50, vì trong vở danh hài trí tài vẫn còn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Cả hai đã có thời gian dài cùng nhau lưu diễn ở hải ngoài, nhưng đến khi trí tài chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực hài kịch, thì vợ anh cũng thôi đi hát để làm cho một hãng điện tử lớn tại Mỹ. Hiện tại dù tổ ấm của Trí Tài và Phương Loan vẫn thiếu đi tiếng cười của trẻ con, nhưng cặp đôi vẫn luôn hạnh phúc và dành cho nhau tình cảm vẻ nguyên như thời ban đầu trong một dịp về Việt Nam nghỉ Giáng sinh và Tết dương lịch cặp đôi còn tranh thủ đi trăng mật ở Trung Quốc cựu ca sĩ kể bản thân ít về Việt Nam vì vẫn đang có công việc làm ổn định ở bên Mỹ cùng với việc ở chung cùng má nên phải lo cho má hỏi chỉ có ghen không khi để chồng ở Việt Nam một mình một ngửa Phương Loan giải thích ghen chứ ai lại không ghen nhưng tôi tin tưởng anh tài lắm nhiều người bản thân rồi cả gia đình đều hỏi sao gan vậy nhưng anh đam mê nghề lắm mà làm nghệ thuật chỉ được một thời gian thôi, bắt ánh ở nhà, ánh thương mình thì ánh chấp nhận, nhưng ánh không vui, thành ra cũng đâu hạnh phúc gì. Thả để vậy, mình ở xa nhau, vài tháng gặp nhau như vợ chồng son, rồi mỗi ngày cả hai đều gọi cho nhau để hỏi han. Sáng ánh dậy là gọi điện phone liền. Bên này trời sáng thì bên kia tôi mới đi làm về. Anh làm gì, đi ăn với ai đều kể cho tôi nghe. Tôi nói là anh đi đâu, anh cứ nói chứ đừng giấu, em biết được, em rất buồn. Tôi biết ánh sao thiệp rất rộng rãi, quen diễn viên người mẫu tùm Lâm. Không sao, miễn là anh cứ nói, có gì thắc mắc là tôi hỏi ngay. Bà xã trí tài tiết lộ chỉ về Việt Nam rất thích đi đây đi đó cùng chồng. Khi Trấn Thành cưới vợ, cả hai cũng giữ đám cưới gặp gỡ bạn bè, phần lớn thời gian là vợ chồng rủ nhau đi ăn. Hỏi về nguyên nhân rời khỏi châu biết, Phương Loan chia sẻ. Mỗi lần đi hát mình phải nhìn ăn, giữ gìn vóc dáng đủ thứ. Hồi xưa mình hát nhạc trẻ vừa đi hát vừa đi làm, cực lắm. Ở Mỹ tôi làm QC, kiểm soát chất lượng cho hãng điện tử khoảng 31 năm. Vừa làm vừa hát được vài năm thì nghĩ hát hẳn vì cam không nổi. Nếu đi làm hãng từ thứ hai đến thứ sáu có khi thứ bảy mà hát tối thứ năm đến chủ nhật thì lịch dày quá. Giờ Loan vẫn hát phục vụ nhà thờ, hát cho hội đoàn thôi. Về lý do chưa có con chung, bà xã xanh hải trí thải kể rằng do thời trẻ bận rộn, ai cũng đam mê nghệ thuật, đi lưu diễn với ban nhạc không chỉ đi các tiểu bang mà còn cả sân khấu châu Âu, nên hai vợ chồng bảo nhau từ từ. Đến khi nhìn lại thì muốn có con cũng khó, lớn tuổi sợ không lo được cho con trọn vẹn nên thôi luôn. Vậy mà hai vợ chồng vẫn rất hạnh phúc, nhiều cặp có con mà vẫn không giữ được nhau. Mấy cặp ấy nhìn vào chúng tôi bảo, Đôi này, có lý nha, muốn đi đâu chơi là đi, sướng thật, Phương Loan kể. Bí quyết giữ nhau sau 30 năm dù mỗi người mỗi nơi được Phương Loan bật mí đó là sự tin tưởng, mình phải rất tin tưởng nhau. Tôi biết anh Tài đam mê nghệ thuật nhưng mình thương anh thì phải chiêu anh. Với trước khi cưới mình hiểu con người anh như thế nào. Ở sân khấu hài hước và lăng nhăng trong các vai diễn nhưng ở ngoài anh rất đàng hoàng và chiến chu. Anh cũng chiều tôi lắm, làm bao nhiêu tiền đều để dành gửi về cho vợ. Vợ thích mua gì cũng đồng ý hết. Với cặp đôi này, ít ai biết Phương Loan là người cầm cưa trước. Loan cua anh trước, đi hát trong bàn nhạc thấy vui nên cua. Hồi xưa anh vui lắm, vui hơn bây giờ luôn, về Việt Nam hoạt động nghệ thuật cũng được 10 năm, thế nhưng trí tài vẫn ở nhà mướn. Bà xã anh tâm sự chưa có ý định chuyển hẳn về Việt Nam. Thêm việc Việt Kiều mua nhà ở đây chưa được đứng tên, nên cả hai vợ chồng thống nhất chỉ ở mướn. Dù xa vợ và phải thui thủi ăn tối một mình, đặc biệt là cực kỳ cô đơn trong những ngày Tết, nhưng trí tài rất mê nghệ thuật, mê diễn nên chấp nhận hết. Niềm vui của anh chính là được sát cánh cùng diễn hài, cùng với các đồng nghiệp mang tiếng cười đến cho mọi người. Nhắc đến sự nghiệp của Trí Tài, khán giả sẽ nghĩ ngay đến Hoài Linh là cặp bài trùng của anh từ sân khấu hải ngoại cho đến sân khấu trong nước. Không chỉ thân thiết với Trí Tài, Hoài Linh còn vô cùng gắn bó với bà xã của anh. Cả ba quen nhau từ trước khi Phương Loan và Trí Tài lên xe hoa khi cùng sinh hoạt trong ban nhạc. Và khi Hoài Linh về Việt Nam thì những công việc giấy tờ gì cần kiếp phải giải quyết ở Mỹ, Hoài Linh sẽ nhờ cậy Trí Bé Heo. Mỗi lần Phương Loan về Việt Nam hay Hoài Linh sang Mỹ đều sẽ hẹn gặp nhau để tám chuyện. Phương Loan khẳng định danh hài xứ Quảng chính là ân nhân trong nghề của chồng mình. Khi động viên trí tài từ đi hát sang diễn hài cũng như là cặp bài trùng nâng đỡ trí tài có tên tuổi tại hỏi ngoài. Anh Tài có ngày hôm nay phần lớn là nhờ Hoài Linh. Hoài Linh ủng hộ anh Tài, giúp đỡ anh Tài thầm lặng. Anh có được ngày hôm nay là nhờ Hoài Linh nhiều lắm. Nói về tật xấu của chồng, y chang như Hoài Linh từng kể, Phương Loan cho biết đó chính là khả năng ngủ ngáy hãng nặng. Hoài Linh tiết lộ có một lần đi máy bay vì tiếng ngáy của trí tài mà anh phải trùm mặt xấu hổ, không dám nhận có quen biết với bạn 20 năm vì ngủ ngáy lớn lắm. Nói về tật ngủ ngáy của mình, trí tài hài hước nói. Trường Giang bây giờ đi diễn sâu đã đặt điều kiện với người tổ chức là làm gì thì làm, em sẽ không ngủ chung với anh Tài. Tất cả đều sợ Tài thành ra, mình được một cái lời là được ở riêng một phòng. Nếu như vợ của nghệ sĩ thường sở phan cuồng thì Phương Loan khá thoải mái, thậm chí còn thích thú khi chồng mình được fan đu đeo, đòi hôn, bẻo má, đòi ôm bám như đu cây dừa. Thấy chồng được yêu mến vậy, tôi rất mừng và hãnh diện. Fan làm vậy đâu có sao đâu. Có bạn còn quay sang bảo tôi. Chị chị, chụp hình dùng em đi. Phương Loan cười hài hước.